Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục trên tay một mẫu đồng hồ Đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ Và chiếc ngày hôm nay em có đây là một chiếc của Long Jean. Tên đầy đủ của chiếc này là Long Jean Master Collection Day Date Là 2.755.4.77.6 Một cái tên khá là dài Trước đây về là một chiếc full box với phụ kiện là đầy đủ hộp sổ thẻ hàng new mới chưa qua sử dụng. Size 38,5 và giá thì loanh quanh khoảng tầm uh, hơn 40 triệu một chút. Và giá chi tiết thì sẽ có ở phần cuối của video. Mã chính thức của con này là Longin L2.755.4.77.6. Thì đây là cái mã của nó. Và nó sẽ có một quyền ờ uh, hướng dẫn sử dụng của Longin cho dòng máy L636.5 này và hai chiếc thẻ, một chiếc thẻ bảo hành quốc tế và một cái thẻ là bảo đảm bảo đảm kim cương. Cái thẻ bảo đảm quốc à, bảo hành quốc tế thì chúng ta biết là Longzin nó đã tăng thời hạn bảo hành 5 năm tính từ đầu năm 2021 và như chiếc này thì nó bảo hành từ 2024 cho đến năm 2029. Và bên cạnh đấy là một cái thẻ Diamond Certificate, tức là cái thẻ bảo đảm kim cương. Tức là cam kết uh, kim cương chính hãng. Có 12 viên kim cương với tổng trọng lượng như đây, người ta ghi là 0,055 năm carat. Đơn vị đo trọng lượng của kim cương. Tức là một carat thì nó bằng, em nhớ không nhầm thì nó bằng khoảng 1 phần 5 gam Thế còn đây là chiếc đồng hồ... Longjin Master Collection L2.755.4.77.6 Một chiếc mới Chưa qua sử dụng Còn đây là cái hộp bên trong của nó nhé Một cái hộp gỗ Longin Master Collection Chiếc này là một chiếc màu trắng với thiết kế nó rất là bình thường Nó trầm Không có nổi bật lắm Nhưng mà lại được rất nhiều người thích Bởi vì chính cái sự đơn giản và Tinh tế của chiếc này nó mang lại Thì cái này nó có cái gì thì xin mời các bác cùng em đi kỹ hơn về thiết kế cũng như là thông số kỹ thuật Con này của nó là size 38,5 không tính núm đấy. Còn ở đây chúng ta sẽ có độ dày của nó là 10,7 mm. Lắcตุ lắc là 44,4. Nó và nếu mà thay dây da thì em sẽ đo thử đề để... anh em cùng ướm luôn. Đây là 20. Dây da là 20 và khóa ở phía dưới sẽ là khóa 18 thì nó sẽ hợp lý cho dòng này. Nếu mà sau chúng ta thay dây da Cái này là trên mặt của nó vẫn còn một cái lớp, một cái siêu ni lông nữa nhé. Một cái siêu ni lông nó sẽ bóc tạm ra để chúng ta quan sát cho nó kỹ. Một thiết kế kiểu ba kim và lịch lịch ngày và lịch thứ. Các bác có thể cũng sẽ rất quen thuộc với dòng Longin với thiết kế ba kim một lịch này, rồi là chronograph hoặc là moon phase và lần này thì là một dòng day date có lịch ngày lịch thứ. Và nó nằm gọn trong một cái form thép không dỉ với thiết kế rất là tinh tế và mạch lạc và đây cũng là một cái thiết kế truyền thống của động của nhiều mẫu đồng hồ Thụy Sĩ với ô lịch ở góc 3 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có lịch ngày và lịch thứ họ đặt trong một khung cửa sổ không có chia khung. Và nó tạo nên một cái tính liền mạch và thanh thoát cho mẫu này. Một mẫu đồng hồ Dress watch. Xung quanh thì sẽ có 12 bộ cọc số kim cương. Riêng góc 3 giờ thì do có ô cửa sổ hiển thị lịch cho nên nó sẽ không có đính kim cương ở góc 3 giờ. Đổi lại thì họ sẽ cho lên ở góc 12 giờ. Tạo nên một cái sự nổi bật cho cọc số góc 12 một đai một mặt đai màu trắng với bộ kim hình lá liễu bộ kim lip lá liễu một bộ kim với thiết kế rất quen thuộc trong rất nhiều mẫu đồng hồ của thụy sĩ đặt nổi bật trên cái nền tay màu trắng đây với cái vân balicon khắc họa cái niềm cảm hứng thiết kế đến từ những cánh đồng lúa bạt ngàn nơi quê hương của long xin được sinh ra và với form thiết kế này thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự trang nhã và đĩnh đạc của cái mẫu này đem đến cho người chủ sở hữu. À, ở ngoài này thì chúng ta sẽ có vành aturin và chia cái số rất chi tiết để xem phút. Còn form thân vỏ đây. Thân vỏ của nó họ thiết kế rất là liền mạch, cảm giác như là một cái khối thống nhất. Và đi kèm sẽ là một bộ dây với các cái mắt to để nó tạo nên cái sự đồng nhất với lại thân vỏ được uh, các cái chỉ ở bên ngoài được hoàn thiện phay bóng và chỉ ở giữa là được hoàn thiện phay xước. Đây là cái khóa của nó nhé. Mặt kính sapphire nguyên khối nhé. Mặt kính sapphire nguyên khối đấy. Và mẫu này thì cũng được rất nhiều người ưa chuộng cùng với lại cái mẫu đề mi vàng là 2.755.5.78 đấy. Như trước này thì nó là từ thép bạc. Máy thì ở đây trước này uh, sử dụng bộ máy L636.5. Đây để em uh, lấy nét lại nè. Nó là bay trên dòng IT2826. Cho lòng uh, cho 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 IT đấy. Bộ máy này thì uh, bay trên 2836 xin lỗi các bác bay trên dòng ITA 2836 và được ITA họ thiết kế và hoàn thiện riêng cho mẫu đồng hồ này của Long Gine. với bộ máy L636.5 này thì có 25 chân kính 28.800 tuần số dao động và khoảng 38 giờ tích cót đây là 636.5 là bộ máy đây nó rất quen thuộc với lại bộ máy L888 trên Long Gine. là bộ máy ba kim một lịch rồi thì đây thì nó sẽ có giá đắt hơn so với lại bộ máy một lịch với các chức năng chính là kim giờ kim phút kim giây lịch ngày lịch thứ lên cót tự động lên cót bằng tay dừng kim giây đem đến cho chủ sở hữu một chiếc lòng zin với thiết kế rất là đỉnh đạc và sang trọng và ổn định bền bỉ Như L888 thì nó chỉ có ô lịch ngày ở góc 3 giờ hoặc là có mẫu thì nó ở dưới góc 6 giờ. Thế còn L636.5 thì có thêm ô lịch thứ ở bên trái này nữa. Và tần số dao động thì nó là 28.800 còn L888 là tần số dao động của nó là 25.200. thì cái sự khác nhau một chút như vậy giữa với mẫu giữa cái mẫu này với lại mẫu 3 kim một lịch. Thế con này thì có thêm lịch ngày lịch thứ. Longjin Master Collection Water Resistant chống nước Switch mét chống nước ở Đây là 30m On stainless steel L2.755.4 là, là cái mã dòng của đồng hồ này Sẽ thuộc dòng Master Collection Em sẽ ướm thử bộ, bộ, Chiếc đồng hồ 38.5 này Trên cổ tay 16.5 Nó sẽ phù hợp cho những anh em có cổ tay Tầm từ 15, 16 và 17 à, Đeo là hoàn toàn phù hợp nhé thiết kế nó không quá nổi bật nó rất là trầm trầm cái này thì nếu mà các bác thích dây da thì đeo dây da màu đen vào thì sẽ rất tuyệt vời cho bộ mặt đầy màu trắng này mỏng vừa phải nhé bộ máy này khá là mỏng rất là đẹp luôn nó đơn giản đĩnh đạc và bền bỉ quan trọng là bền Tại chính xác đồng hồ thụy sĩ con này nếu mà dòng phiên bản đính kim cương thì mẫu này giá của hãng nó thường nó rơi vào khoảng tầm 70 đến 80 triệu cho giá hãng nếu mà mua tại các cái boutique còn nếu mà mua tại các đại lý phân phối thì sẽ có mức giá rẻ hơn còn cái này thì bên em săn được một chiếc mới mức giá hiện tại chỉ còn là 43 triệu 900 và cái này thì vẫn còn bảo hành 5 năm quốc tế của Long Jean. Anh em nào quan tâm mẫu này thì có thể liên hệ bên em theo thông tin địa chỉ phía dưới video hoặc là có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng. Ngoài ra thì anh em có thể liên hệ với bên em theo số hotline là 0834 69 6699 và các số hotline ở phía dưới. Đồng hồ quang lâm xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.